Chị chào Đức Anh ha, chị tên là Châu. Thì hôm nay chị xin phỏng vấn Đức Anh vài phút thôi ha. Thì không biết là Đức Anh là em là em có thể giới thiệu tự bản thân về mình được không? Về tên, về sinh năm bao nhiêu, học trường gì và lớp em học là lớp nào? Dạ em tên là Nguyễn Đức Anh, em sinh năm 2004 và hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và em học năm nhất. Lớp của em là lớp nào nhỉ? Đức Anh nhỉ? Dạ lớp em đang học là STR017. Em có biết giáo viên mình học là ai không? Dạ giáo viên em học là thầy Martin và cô Sen. À, còn giáo viên người Việt? Dạ giáo viên người Việt là có chị Hà và chị Phương. Không biết là em cảm thấy thế nào về giáo viên của mình nhỉ? Dạ em cảm thấy là giáo viên dạy rất nhiệt tình và luôn đem đến niềm vui cho em và đặc biệt là luôn làm một thứ gì đó khiến cho em cảm thấy việc học tiếng Anh này dễ dàng hơn và nó dễ tiếp cận hơn. Em đã học được cái code là tầm bao lâu rồi? Dạ em học tới nay là được 4 tháng rồi chị. 4 tháng rồi hả? Thì em thấy thời gian vừa rồi là mình đã tiến bộ được như thế nào chưa? Dạ em đã cải thiện được khả năng từ vựng, khả năng nói và nghe. Ngoài ra thì còn là một ít về khả năng giao tiếp nữa. Thì em cảm thấy như thế nào về buổi học ngày hôm nay của mình? Dạ em cảm thấy buổi học ngày hôm nay rất là thú vị. Đặc biệt là giáo viên họ nhiệt tình nên là trong việc giao tiếp em cảm thấy rất dễ dàng. Em tại sao mà em lại lựa chọn học tiếng Anh ở Ecop mà không phải đơn vị khác? Dạ em bởi vì theo như tìm hiểu qua mạng thì em thấy Ecop là một nơi đào tạo tiếng Anh khá là chuyên nghiệp và cũng có tuổi thọ khá là lâu đời nên là em nghĩ mình sẽ phát triển được trong môi trường này. Thì nãy giờ chị cũng có hỏi Đức Anh rồi, thì cũng cảm ơn Đức Anh đã dành ra ít phút để chị phỏng vấn cho em ha. Thì chúc cho em sắp tới thì sẽ cải thiện tiếng Anh tốt hơn, có thể giao tiếp được tốt hơn và thành công hơn ha.